X11 Story mến chào các quý vị thính giả. Bên cạnh nhóm ngũ hổ tướng lẫy lừng, nhà Thục Hàn còn sở hữu trong tay không ít danh tướng kiệt xuất như Ngụy Diên, Khương Duy hay Vương Bình. Điểm chung của ba vị tướng này đều là bỏ tàu theo lưu, nhưng trong khi Khương Duy và Vương Bình đều được trọng dụng, thì Ngụy Diên lại luôn bị Gia Cát Lượng gạt sang một bên, dù ông là hàng tướng có thâm niên nhất. Ngụy Diên đi theo Lưu Bị sau khi Quan Vũ chiếm được Trường Sa. Ông có sức khỏe, dũng mãnh hơn người và biết quan tâm đến quân sĩ, nên rất được cấp dưới kính trọng. Tuy nhiên, Ngụy Diên lại không được lòng bạn bè hay các quan tướng cùng chướng, đặc biệt là Gia Cát Lượng. Công bằng mà nói, Gia Cát Lượng rất nhìn nhận tài năng của Ngụy Diên hay đề bạt, giúp ông có một địa vị nhất định trong quân đội Thục Hán. Ngụy Diên được Lưu Bị hoàn toàn tin tưởng, nhưng Gia Cát Lượng thì không. Quân sự hàng đầu nước Thục thậm chí còn luôn hạn chế tầm ảnh hưởng và gạt bỏ những kế sách của Ngụy Diên. Có người cho rằng do Ngụy Diên đã giết chủ cũ là Hàn Huyền, mang thành Trường Sa dâng cho Quan Vũ để đi theo Lưu Bị, nên bị Gia Cát Lượng coi là phản phúc. Trên thực tế, Ngụy Diên là người rất trung thành, dũng cảm và những phẩm chất đó được không chỉ Lưu Bị mà cả Gia Cát Lượng quý mến. Vậy tại sao Gia Cát Lượng lại có thể trọng dụng hàng tướng Khương Duy hay Vương Bình nhưng lại không tin tưởng Ngụy Diên? Nhiều nhà phê bình nhận xét rằng, sai lầm lớn nhất trong việc dùng người của quân sư Thục Hán Gia Cát Lượng, không phải việc ông từng dùng Mã Tắc hay Ngụy Diên, mà là việc ông lựa chọn Khương Duy làm người kế thừa của mình. Sau đây X51 Story sẽ cùng quý thính giả luận bàn về vấn đề lựa chọn Khương Duy và Ngụy Diên làm người kế tục của Gia Cát Khổng Minh. Gia Cát Lượng là người thận trọng và chặt chẽ. Bất kỳ sử dụng vị tướng nào ông đều luôn tính toán và sắp xếp kế hoạch cẩn thận. Khương Duy và Vương Bình lại luôn nghiêm túc chấp hành chỉ thị, không chút ý kiến dị nghị. Điều này khiến Gia Cát Lượng luôn cảm thấy yên tâm khi đánh trận. Ngụy Diên thì ngược lại, dù ông không bao giờ kháng lại mệnh lệnh của Gia Cát Lượng nhưng trong lòng luôn bất phục. Ngụy Diên thậm chí còn cho rằng Gia Cát Lượng hành sự thận trọng đến mức nhút nhát. Ví như Kỷ Mưu, Tý Ngọ Cốc của Ngụy Diên, tuy được các nhà sử học sau này đánh giá rất cao nhưng lại quá mạo hiểm, nếu bại chắc chắn sẽ đẩy nhà Thục đến bờ vực diệt vong. Một người thận trọng như Gia Cát Lượng một khi không chắc chắn sẽ không làm, nhất là nếu thất bại sẽ gây ra hậu quả lớn. Gia Cát Lượng cho rằng Ngụy Diên suy nghĩ của Ngụy Diên quá mạo hiểm và cảm tính, do đó ông không thể an tâm giao trọng trách và luôn gạt bỏ những đề xuất của Ngụy Diên. Bên cạnh đó, một người nhìn xa trông rộng như Gia Cát Lượng hiểu rằng sau khi ông qua đời, Ngụy Diên với tầm ảnh hưởng của mình chắc chắn sẽ không ai chế ngự được. Do đó kể từ sau khi Lưu Bị mất, Gia Cát Lượng luôn gạt bỏ Ngụy Diên khỏi các chiến dịch quân sự để giảm tầm ảnh hưởng danh tướng này trong quân đội. Khương Duy, tự Bá Ước, người Cam Túc, năm 228. Gia Cát Lượng phái Trấn Đông tướng quân Triều Vân, Dương Vũ tướng quân Đặng Chi chiếm cứ Cơ Cốc, sẵn sàng tấn công đất Mi, Thiểm Tây. Ngụy Minh Đế Tào Duệ cử đại đô đốc Tào Chân làm thống lĩnh, đặt trọng binh phòng ngự ở đất Mi. Khổng Minh bèn thừa cơ dẫn quân chủ lực quay sang tấn công Kỳ Sơn. Quân Thục thế lớn, đồng thời ba quận Thiên Thủy, Nam An, An Định của Ngụy đều đã sẵn sàng bỏ Ngụy về Thục. Khương Duy đương thời là trung lang tướng ở quận Thiên Thủy, đang cùng thái thú Mã Tuân Tháp Tùng thứ sử Ung Châu Quách Hoài tuần sát các vùng. Được tin ba quận phản Ngụy, Quách tức tốc trở về đất Thượng Khuê, Cam Túc, phòng ngự. Mã Tuân nghi ngờ Khương Duy có ý tạo phản, nên cũng bỏ lại Duy mà chạy về Thượng Khuê. Khi Khương Duy cùng các thuộc hạ tới Thượng Khuê thì Quách, Mã quyết không mở cổng thành. Khương Duy tới bước đường cùng, buộc phải quay sang đầu quân Gia Cát Lượng. Khổng Minh có được Khương Duy thì vô cùng mừng rỡ. Trong thư gửi tham quân Tưởng Huyền viết, Khương Bá Ước nhạy bén việc quân, có nghĩa đàm, có kiến giải. Năm đó, Khương Duy 27 tuổi, được Khổng Minh phong làm phụ nghĩa tướng quân, làm Dương Đình Hầu. Được Gia Cát Lượng đề bạt, không lâu sau Duy thăng làm trung giám quân, Trinh Tây đại tướng quân. Sau lần rút quân từ Gò Ngũ Trượng về Thành Đô, giá tâm của đại thần Dương Nghi bành trướng, phỉ báng triều đình, bị bắt giam vấn tội, cuối cùng tự sát. Dương Nghi chết, Lượng đem chính sự giao phó cho Tưởng Uyển, Phí Y, Đồng Doãn, riêng quân sự do Khương Duy nắm quyền. Từ hữu giám quân, Khương Duy thăng làm phò hán tướng quân, được tấn phong Bình Tương Hầu. Về sau, Tưởng Uyển, Đồng Doãn qua đời, Khương Duy lại nắm quyền lực lớn hơn, cùng Phí Y giữ chức thượng thư. Khi Phí Y bị hàng tướng Quách Tuần ám sát năm 253, Khương Duy về cơ bản đã trở thành đệ nhất đại thần triều Thục Hán, có ảnh hưởng cực lớn trong triều, thậm chí mọi vấn đề của Thục Hán đều đổ lên mình Khương Bá Ước. Gia Cát Lượng cầm trịch triều đình Thục Hán hơn 10 năm, trong đó có tới 7 năm luôn trong tình trạng chiến tranh, một lần Nam chinh, 6 lần Bắc phạt, ông có một lần không trực tiếp tham chiến. Trong khi đó, Khương Duy trước sau mở 9 cuộc tấn công quân sự nhằm vào Ngụy, sự gọi là cửu phạt Trung Nguyên. Tuy nhiên, dù Khương Duy giành được một số thắng lợi, nhưng sự nghiệp nhất thống thiên hạ của Thục Hán vẫn không đạt được bất cứ tiến triển nào, có tiếng mà không có miếng. Xét trên tầm chiến lược quốc gia, cả Khổng Minh và Khương Duy bị đánh giá là thất bại, bất chấp tài năng quân sự của hai ông được lịch sử ghi nhận. Bên trong Miếu Vũ Hầu, Thành Đô, Trung Quốc, có bảo tàng văn hóa Thục, tại đây có một tấm bản đồ địa hình thời Tam Quốc.
đặc biệt bao gồm số liệu về so sánh nhân khẩu Ngụy thuộc Ngô. Cụ thể, dân số thuộc Hán là 940.000, Tào Ngụy 4.432.881, còn Đông Ngô là 2.300.000 người. Những số liệu này về cơ bản phản ánh được tình trạng phân bố dân cư thời Tam Quốc. Dân số thuộc Hán không bằng 1/4 Ngụy và 1/2 Đông Ngô. Trong khi Trung Quốc giai đoạn đó vẫn ở vào thời đại mà quốc lực tương đồng với nhân lực, hay nhân khẩu. Dân số chính là nguồn sản xuất ra, sức chiến đấu. Vì vậy dân số của thuộc Hán thể hiện lực lượng quân sự yếu kém của nước này so với Ngụy và Ngô. Có ý kiến cho rằng, chỉ cần sở hữu thống soái tốt, có vẫn có thể mang lại thành công cho quân đội. Tuy nhiên, thuộc Hán không sở hữu nhân vật như vậy. Khả năng của Khổng Minh không vượt trội so với Tư Mã Ý, Khương Duy cũng không chiếm thế thượng phong trước Đặng Ngải, Trung Hồi. Câu nói mà Phí Y từng nói với Khương Duy, được các học giả hiện đại cho là đúng đắn, chúng ta tài kém xa thừa tướng, Khổng Minh. Thừa tướng cũng không thể bình định Trung Nguyên, huống gì bọn ta. Chi bằng giữ nước an dân, bảo toàn xã tắc, cũng là giữ trọn cơ nghiệp. Tài cán của Khương Duy thể hiện xuất sắc ở giai đoạn suy vong của Thục, nhưng ông thiên về lãnh đạo quân sự mà không biểu hiện được năng lực triều chính. Vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng, việc Khổng Minh chọn Khương Duy là người kế thừa, không thể xem là thành công. Ngay từ đầu, Gia Cát Lượng đã nhận định Tôn Lưu ở vào thế yếu so với Tào Ngụy, và đối sách duy nhất chính là Liên Ngô kháng Tào. Thậm chí Khổng Minh đã xem đây là quốc sách của Thục và lập kế hoạch chia chắc nước Ngụy cùng Đông Ngô. Tuy nhiên, về sau này mặc dù Ngô Thục vẫn duy trì quan hệ đồng minh, nhưng thực tế song phương không thể thống nhất lập trường chung trong hợp tác quân sự. Ví dụ, chưa một lần nào quân đội Thục Ngô kết hợp thực hiện nhiệm vụ phạt Ngụy đi đến thành công. Thế nhưng, trải qua hàng chục năm, Khương Duy vẫn không thể ý thức được thực tế về vết nứt trong quan hệ Ngô Thục. Trước khi Ngụy diệt Thục đã có những đánh giá chính xác từ khi bình định Thọ Xuân, đình chiến 6 năm dưỡng binh, chuẩn bị phạt hai giặc, Ngô, Thục, nay Ngô đất rộng mà chúng, tấn công khó khăn, không bằng đoạt ba Thục trước. Thục có khoảng 90.000 quân, Khương Duy bị cầm chân ở Đạp Trung, để ở phía đông. Ngụy trực tiếp tấn công Lạc Cốc, nhằm vào nơi sơ hở của địch, tập kích Hán Trung. Ngày tàn của Thục đã thấy rõ, Thục Hán có khoảng 102.000 quân, Tư Mã Chiêu dự đoán 90.000, có thể nói là đã đạt độ chính xác cao. Nếu giả thiết Chiêu tính tới vấn đề tổng động viên trước cuộc tấn công, thì việc ông nói giảm về lực lượng đối phương cũng không khó hiểu. Thậm chí, một nhân vật thường thường bậc trung bên Thục là Liêu Hóa cũng từng khuyên Khương Duy, binh không giấu, ắt tự diệt. Chí không hơn địch mà lực kém hơn địch làm sao có thể đứng vững. Nhiều năm chinh chiến, quân dân không được an ninh, lại thêm Ngụy có Đặng Ngải túc trí đa mưu, không phải tầm thường. Không nên miễn cưỡng làm điều quá khó khăn. Liêu Hóa đã chỉ ra điểm yếu chí mạng của Thục Hán. Mưu trí không hơn kẻ địch mà binh lực lại yếu kém rõ rệt. Trước tình hình đó, việc Khương Duy chủ chiến được đánh giá là biết chắc thất bại mà vẫn cố lao vào. Tầm quan trọng của Hán Trung đối với Thục đã được xác nhận. Ngoài ra Cát Lượng, Tử Nguyện và Phi Ý cũng từng có thời gian đồn trú tại đây. Đến khi Ngụy Diên tiếp quản Hán Trung, ông thiết lập doanh trại tại các địa điểm hiểm yếu, xây dựng hệ thống phòng vệ vững chắc với binh lực đầy đủ. Sau khi Gia Cát Lượng mất, Đại Tư Mã Ngụy là Tào Sảng xuất binh phạt Ngụy để lập uy. Nhưng vấp phải phòng tuyến Hán Trung cũng phải ngậm ngùi trở về. Tuy nhiên, Khương Duy nhận định vị thế phòng ngự của Thục Hán không thể giúp nước này đạt được mục đích quân sự là thôn tính Tào Ngụy, vì vậy Duy kiến nghị triều đình giải thể các điểm đặt doanh trại để tập trung binh lực đồn trú ở hai thành Hán Lạc. Trước quyền lực của Khương Duy, Thục Hán rút đô đốc Hán Trung Hồ Tế về Hán Thọ, giám quân Vương Hàm về Lạc Thành Thiểm Tây, hộ quân Tưởng Bân tới Hán Thành Thiểm Tây. Đường hướng của Khương Duy tưởng như tích cực, nhưng bị các học giả đương đại đánh giá là bỏ trống trận địa, nhanh chóng khiến Thục hứng chịu hậu quả tiêu cực. Về sau, tướng Ngụy Trung Hội công phạt Hán Trung dễ như trở bàn tay. Sai lầm của Khương Duy chủ yếu gồm hai vấn đề: về chiến lược, ông dụng binh quá thường xuyên; về chiến thuật, ông từ bỏ các điểm phòng thủ hiểm yếu, khiến Thục hở sườn, gần như bỏ rơi Hán Trung. Tác giả quyển Thục Giám, thời Nam Tống Quách Doãn Đạo thậm chí còn đem sai lầm chiến thuật của Khương Duy để chỉ trích ông về sự diệt vong của Thục. Hán Trung là cửa ngõ của Thục. Khương Duy lui binh đồn trú về Hán Thọ, khác nào từ bỏ giới bị Hán Trung. Khi Trung Hội tấn công, Hán Trung không một phòng tuyến, khiến Ngụy quân đắc thủ, không cần tới Đặng Ngải xuất binh giang du. Thục đã trở tay không kịp, vì Khương Duy mà vong quốc. Quách Doãn Đạo nhận định, dù tướng Ngụy Đặng Ngải chưa cần điều binh từ giang du thì Thục Hán, khi số đã tận, không còn đường cứu, chỉ vì sai lầm của Khương Duy. Đương nhiên, các học giả hiện đại đã có cách nhìn nhận công bằng hơn đối với danh tướng này, bởi bên cạnh sai lầm cá nhân của Duy, tự thân quốc lực yếu kém của Thục Hán đã là điểm yếu chí mạng đối với nước này trong suốt hàng chục năm. Nếu có đáng tiếc, thì chỉ là vận mệnh đã quá bất công đối với một nhân vật chính nhân quân tử, vì nước quên thân như Khương Bá Ước. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.